Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái gọi là cái trạng thái tâm lý của du học sinh khi mới bắt đầu qua một cái đất nước xa lạ. Và mình cũng muốn chia sẻ gọi là để cho các bạn hiểu được đây là một cái trạng thái tâm lý rất là bình thường và làm cách nào để chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn, khủng hoảng đó. Đầu tiên thì thông thường á, chúng ta hình dung là cái mối quan hệ xã hội của chúng ta khi mà chúng ta còn ở Việt Nam là gồm có cái gì? Ồ, có gia đình, có bạn bè, có đồ ăn, có nơi thân thương này nọ, có một cái ngôn ngữ Việt Nam. Chúng ta cũng có những cái việc gọi là đi làm hoặc là cái chuyện học của chúng ta nó rất là dễ dàng và nó cũng rất là gần gũi. Nhưng đùng một cái khi đi qua bên này thì đầu tiên là các bạn hình dung là chúng ta sẽ không còn mối quan hệ hàng ngày với gia đình. Thỉnh thoảng một tuần hoặc là cuối ngày chúng ta mới gọi liên lạc vào gia đình. Đúng không? Thức ăn thì hầu như là lúc đầu các bạn chưa mua sắm dụng cụ nấu nướng thì dường như là nó rất là xa lạ và bắt bạn phải ăn cái món ăn của đất nước đó. Ví dụ như mình là ăn những cái món của châu Âu, là của Canada. Đúng không? Con đường từ nhà đến trường cũng gặp những khó khăn. Chúng ta sẽ không có gọi là ngoại trừ chúng ta chọn là chúng ta ở trong cái ký túc xá của trường thôi thì nó rất là dễ. Nhưng mà đa số du học sinh của chúng ta thường là ở cái ngoài, gọi là ở cái nhà ở bên ngoài và đi xa trường. Chúng ta đi bộ thì thông thường thì nó cũng hơi xa và thường là chúng ta phải dùng cái phương tiện đó là xe bus. Thì nhiều bạn còn rất là lơ ngơ không biết tuyến đường xe bus như thế nào, rồi đi lại trễ giờ, rồi không có đón được cái tuyến bus mình mong muốn, thế là vào lớp có thể bị trễ và nó cũng gây cho mình những cái sự gọi là xa lạ đó. Thì và cái thêm nữa là những cái bạn bè hàng ngày của chúng ta nó không có còn nữa, không có còn rủ đi uống sinh tố, không còn rủ đi cà phê hay là đi nhậu hay là đi ăn hoặc là đi xem giải trí, ca nhạc, xem phim. Qua đây hoàn toàn là một cái đất nước khác và những người bạn khác. Như vậy là chúng ta thấy là những cái mối quan hệ xã hội và những cái mối quan hệ gọi là cá nhân xung quanh của chúng ta dường như là đột nhiên biến mất. Và điều này nó làm cho mình cảm thấy là cô đơn, lạc lõng và góp phần làm thêm cái stress, gây thêm gọi là cái sự ức chế cũng như là cái sự gọi là buồn phiền, não nề gì đó. Đó là tùy mọi người phải tự định nghĩa khác nhau. Đó, thì thực ra là những cái khó khăn chúng ta có thể thấy như thế này á là xảy ra rất là nhiều đối với du học sinh và chính những cái vấn đề này nó đã làm cho du học sinh càng trở nên gọi là khó sống trong một kép một chút xíu khi mà các bạn mới rời xa gia đình. Thì mình cũng chia sẻ với kinh nghiệm cũng như là những cái mà mình quan sát thấy từ những cái bạn khác á, thì đây là rõ ràng là một cái hiện tượng rất là tự nhiên ha. Đầu tiên các bạn chấp nhận đây là một cái hiện tượng gọi là về cái hiện tượng tâm sinh lý hả, hay là cái hiện tượng cảm xúc rất là ngạc nhiên. Và theo những cái nghiên cứu khoa học thì người ta cho rằng á, đây là một cái chuỗi những cái biểu hiện cái tình cảm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta nó như là một cái đồ thị sinh á, giống một cái hàm sinh. Rồi thì đầu tiên có thể các bạn rất là hứng khởi, tức là trong một tuần hai tuần đầu tiên các bạn sẽ rất là hứng khởi tại vì wow, ta đã được đi đến một cái đất nước hoàn toàn mới, một đất nước văn minh. Ồ, ta đã pass được cái, ta đậu được cái visa để đi du học ở nước ngoài và đang rất là thích thú, đang tìm hiểu từng mọi thứ. Đó, coi như là một cái chuyến du lịch ngắn. Nhưng sau tuần thứ ba thì gặp những cái khó khăn như mình nói là mình nhớ gia đình, mình nhớ món ăn Việt Nam, rồi mình gặp những cái vấn đề về ngoại ngữ, ngôn ngữ nữa. Nó cũng gây cho mình có ức chế. Chết cha rồi, tại sao giáo viên nói mình nghe chỉ được có 30-40%? Đó, điều đó mình làm suy nghĩ, mình ngại với bạn bè, rồi mình cảm giác là mình cảm thấy là mình có lỗi với bản thân, với gia đình chẳng hạn. Đó, thì những cái vấn đề này thì nó làm cho bạn trở nên stress, bị giống như là cảm thấy là không có được thoải mái và trong đầu của mình luôn luôn suy nghĩ, não nề, vân vân. Ha, thì yên tâm, có nghĩa là sau các bạn trải nghiệm khoảng một tháng thì tùy, tất nhiên là cái giai đoạn thì tùy mỗi người nữa, nhưng mà sau trung bình khoảng một tháng đến hai tháng thì các bạn sẽ lấy lại phong độ,
Nghĩa là bạn bắt đầu quen với cái nhịp sống ở đây, quen với những khó khăn mình gặp phải, và mình cũng đặt ra những cái mục tiêu kịp thời để mình vượt qua. Và các bạn yên tâm, tất cả sinh viên quốc tế ai cũng như thế cả. Mình đến một cái đất nước xa lạ, mình phải học hỏi về văn hóa và mình cũng phải có cái thời gian để mình thích nghi. Chính như vậy, cái chuyện gọi là cần thời gian để thích nghi và cái sự kiên nhẫn của các bạn, đó là một cái gọi là cái bài toán để giúp cho các bạn, đó là cái đáp án cho cái bài toán khó khăn của các bạn tại thời điểm này. Cái thứ hai nữa mình cũng muốn chia sẻ là cái hiện tượng mà các bạn cảm thấy bị stress hoặc là các bạn cảm thấy cái cảm xúc của mình nó hơi bị bất thường thì nó thể hiện như thế nào? Thì thông thường đối với những người mà đang nằm trong cái giai đoạn này á, đầu tiên là họ cảm thấy rất là dễ nóng giận và dễ nổi cáu, dễ cảm thấy bị phiền lắm. Cái thứ hai á là nói về thể xác một chút xíu á, là họ thường cảm giác nhức đầu hoặc là cảm giác đau, bệnh, ốm. Đúng không? Và một cái cảm xúc thể hiện đó là hơi buồn, hơi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Và cái hệ lụy của nó là làm cho các bạn mất tập trung. Nhiều bạn đã bỏ cuộc, đã gọi điện thoại về khóc lóc với gia đình này nọ là thôi con không muốn đi học nữa, con quay về. Đó, còn sẽ có một số bạn với cái hình thức này xảy ra thì các bạn sẽ ngủ quá nhiều hoặc là bị mất ngủ. Đó, hoặc là cảm giác là muốn thu mình lại. Muốn ngồi một góc hoặc là muốn không ai đụng đến, tại vì mình cảm thấy giống như là mình cần một cái riêng tư để mà mình có thể gọi là tự sự của mình. Đó, hoặc là có nhiều người ăn nhiều nè, hút thuốc nè, uống rượu nè, và cũng có nhiều người lên tiếng là tôi cần giúp đỡ, ai đó giúp tôi đi, gặp ai cũng có thể nói như vậy. Vâng, có thể là mình có thể nói đó là những cái cảm xúc cũng như những cái biểu hiện mà hơi rối loạn một chút xíu ở dành cho những bạn đang có trạng thái như vậy. Như vậy thì mình chia sẻ ở đây để các bạn hình dung gì, những cái biểu hiện như vậy đều rất là bình thường ha. Qua thời gian 1 đến 2 tháng các bạn thích nghi, các bạn hòa nhập thì các bạn sẽ trở lại bình thường, không có chuyện gì phải lo lắng và không có gì phải xoắn đấy ha. Thì một cách để mà chúng ta mau thích nghi, mau hòa nhịp với cái chuyện đó là gì? Thì ở đây mình đưa ra cho các bạn gọi là ba cái phương án để các bạn có thể là giúp mình vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng này ha. Đầu tiên là trong cái nhà trọ các bạn ở thì các bạn thường xuyên, nên thường xuyên là tiếp xúc với các cái bạn gọi là cùng nhà với nhau, mặc dù mình biết rằng cái phong cách ở bên Tây á là nhà là mỗi phòng của ai là không có được đụng chạm, thậm chí phòng của họ là thường thường không có cửa, không có khóa, mình cũng không được mở. Nếu mình mở thì người ta có thể gọi là gọi police, đó là xâm phạm đến cái tài sản cá nhân và quyền riêng tư của họ. Đây là một cái gọi là một cái điểm mới mà mình có thể không biết ha. Mình sẽ không đụng chạm vào cái phòng ngủ của họ, cái phòng của họ ở, mặc dù là cái phòng đó không đóng cửa hoặc là gọi là không khóa cửa Đó. Rồi, cái thứ hai là mình có thể giao sorry, cái thứ nhất là mình vẫn giao lưu với các bạn, mình cố gắng nói chuyện, mình chia sẻ, mình nấu ăn, mình mời họ một cái món gì đó và chắc chắn là họ sẽ mời lại. Thì những cái giao lưu ở trong nhà như thế này sẽ làm cho các bạn cảm thấy đỡ cô đơn, lạc lõng. Ha. Còn đối với những cái bạn mà ở homestay, có nghĩa là ở nhà của người dân, địa phương, người bản xứ, cộng với là được họ nấu ăn, thì làm sao để mình tương tác với họ? Nếu tiếng Anh của bạn đủ giỏi, nếu cái sự nấu của bạn đủ khéo léo thì bạn cũng có thể nhờ người nói như người ta gì, ok, một ngày tao ăn 7, một tuần có 7 ngày thì 5 ngày tao ăn của mày, còn 2 ngày là tao có thể nấu món Việt để tao đãi mày, mày có chấp nhận hay không? Thì thực ra là đối với người cái bản xứ của người gọi là cái bản chất của cái người Canada, người bản địa ở đây thì họ rất là dễ thương, họ tôn trọng cái nền văn hóa của các nơi và họ sẵn sàng đồng ý. Mình thấy đa số là như vậy. Tất nhiên các bạn phải nói trước với họ khi bạn thuê nhà để mà những cái trường hợp này có thể gọi là không có làm cho họ cảm thấy là bị bất ngờ và họ bị động ha. Rồi, cái thứ hai nữa là các cái hoạt động ở trên lớp, là cái kênh thứ hai là kênh bạn trên trường, bạn cùng lớp. Thì thực ra các bạn cũng hiểu cái tâm lý chung là có thể là nhiều người giỏi giấu về cảm xúc của họ, nhưng bản chất của họ đều có những cái lo lắng, có những cái đơn độc và có những cái gọi là bấn loạn giống như các bạn thôi.
Nên mình cởi mở và mình hiểu được cái chuyện này rồi thì mình chủ động làm bạn với họ. Mình nói chuyện nè, rồi mình cũng chia sẻ, hoặc là sau giờ học có thể là cùng uống cà phê hoặc là cùng vào thư viện. Thì rõ ràng là những cái này á, nó sẽ giúp cho bạn cũng giải tỏa được những cái stress của bạn, những cái suy nghĩ tiêu cực của bạn. Và người khác họ cũng ghi nhận và họ cũng đánh giá cao về cái dự là cái sự năng động cũng như là cái sự nhiệt tình cũng như là vui vẻ của bạn thôi. Đó. Và cái thứ ba đó là bạn không ngại tham gia các cái hoạt động được tổ chức bởi nhà trường hoặc bởi tổ chức bởi cái khu vực bạn đang ở. Đúng không? Nghĩa là ở trong nhà trường nó luôn luôn có những cái hoạt động mà nó họ cần những cái sinh viên tình nguyện để mà tham gia. Ví dụ như gọi là ngày Chủ nhật xanh, hay là họ có một cái buổi gọi là tất cả sinh viên họ đi giúp đỡ cho những cái người già. Có thể là đến để dọn đồ, sắp xếp lại nhà cửa cho họ, hoặc là chăm sóc vườn tược cho họ. Hoặc là những cái buổi dã ngoại của sinh viên mà nhà trường tổ chức với cái giá cực rẻ luôn. Giống như họ lấy tiền cái xe bus thôi, giống như họ có chiếc xe của nhà trường rồi, họ chở sinh viên đến điểm đó. Thì họ không có thu tiền hướng dẫn, không thu tiền công, tiền gì cả. Coi như là tiền xăng, chúng ta trả cho tiền xe bus và họ lấy là tượng trưng. Thì chúng ta nên tham gia những cái hoạt động đó. Nó giúp cho chúng ta cảm thấy là ồ, mình dễ thích nghi với thiên nhiên, với con người, với môi trường, với văn hóa ở khu vực đó hơn. Và mình cũng gọi là hạn chế bớt cái thời gian rảnh rỗi để mà mình suy nghĩ tiêu cực và mình có những cái gọi là so sánh, gọi là cuộc sống mới luôn luôn khó khăn hơn cái cuộc sống cũ chút xíu, mình so sánh tiêu cực thì nó là không tốt ha. Và cái thêm nữa là mình cũng muốn nói là các bạn đã gọi là đã suy nghĩ, đã tính toán và đã có kế hoạch rất là lâu dài rồi chúng ta mới được đi học. Vì vậy mình cũng mong muốn là trong cái thời gian mà chúng ta học, dù đầu chương trình, giữa chương trình hay cuối chương trình, thì chúng ta cũng trở thành một cái người tích cực, chúng ta tham gia, chúng ta chia sẻ, chúng ta đóng góp để mà chúng ta không có lãng phí cái tiền học phí nè, không lãng phí cái tiền sinh sống và chúng ta nâng cao được cái kỹ năng cũng như là những cái kinh nghiệm sống. Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ thêm nhiều cái gọi là kiến thức nữa để cho các em tân sinh viên có thể được học hỏi và có thể các em cũng cảm thấy là à, những cái chuyện này xảy ra không phải một mình gánh chịu mà tất cả những cái anh chị hoặc là những người bạn của mình cũng đang nằm trong cái đó và chuyện này bình thường nên chúng ta cũng bình thường không có gì phải xoắn. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại.